Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 43. Chương 421, cự tuyệt triệt để. Bây giờ hắn đã xác định được Tiền Tiểu Đông có mạng nhân vật chính, Giang Bắc Nhiên không khỏi thầm so sánh ba nhân vật chính mình từng gặp được. Cuối cùng, hắn phát hiện dù cùng là nhân vật chính nhưng vẫn sự chênh lệch về cấp bậc. Có thể phát động nhiệm vụ thiên cấp như Diệp Phàm mới là nhân vật chính thật, mà Lệ Phục Thành và Tiền Tiểu Đông chỉ phát động nhiệm vụ địa cấp thôi. Điều này chứng tỏ Diệp Phàm có tiềm lực hơn hẳn hai người còn lại, tiếp xúc với Diệp Phàm cũng đem tới rắc rối lớn hơn. Giang Bắc Nhiên không nghĩ nữa, quả quyết chọn số 4, dù sao hắn cũng xác định bản thân tuyệt đối sẽ không làm sư phụ của nhân vật chính. Bần đạo trước giờ không thu đồ đệ, khoát khoát tay, Giang Bắc Nhiên quay người rời đi. Đại phu, thương lượng một chút, lại thương lượng một chút. Tiền Tiểu Đông một đường đuổi theo Giang Bắc Nhiên, ta có thể chịu được cực khổ, học cũng rất nhanh, van xin ngài, ngài nhận ta đi. Cứ như vậy, Tiền Tiểu Đông quấn lấy Giang Bắc Nhiên một đường, mãi tới khi ra khỏi thôn vẫn còn đi theo. Đại phu, ngài khát không? Ta có nước mật ong, rất ngọt, ngài nếm thử đi. Đại phu, ngài nhìn nè, ta bắt được con thỏ. Ta giúp ngài nướng lên, ta nướng thỏ đặc biệt ngon. Đại phu, ngài đi về phía trước nữa là Đức Lăng Chấn Đo, ngài muốn đi đâu? Ta rất quen thuộc nơi đó, ta chỉ đường cho ngài nhé. Trên đường đi, Giang Bắc Nhiên nhìn Tiền Tiểu Đông ân cần không gì sánh được, hắn cảm nhận được tiểu tử này rất có dã tâm, thấy cơ hội là bổ nhào lên ngay. Ặc, thế này không giống nhân vật chính lắm nha. Dấu hiệu nhận biết nhân vật chính là người vô dục vô cầu, tay không leo núi nhưng kỳ ngộ vẫn không ngừng hướng về phía hắn. Cứ như con trai của trời vậy, cha hắn luôn cảm thấy hắn ăn không no, suốt ngày nhét cơm vào miệng hắn. Dạng như Tiền Tiểu Đông, ngược càng giống nhân vật phản diện hơn. Hắn có dã tâm, biết mình muốn cái gì, nhìn thấy cơ hội thì cắn chết không buông, cuối cùng cũng thành bá nghiệp, nhưng cuối cùng của cuối cùng vẫn tránh không được bị nhân vật chính đè xuống đánh, kết cục bi thảm. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang Bắc Nhiên có thể nhìn ra được tương lai lừng lẫy của Tiền Tiểu Đông, đáng giá đầu tư. Cũng giống Lệ Phục Thành, hắn chỉ bỏ ra một cuốn sách trận pháp lại thu hoạch một thiên hạ hội, tin tưởng Tiền Tiểu Đông cũng không kém là bao. Đi vào Đức Lăng Trấn xong, Tiền Tiểu Đông quả nhiên nhiệt tình dẫn đường, nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có chỗ uống ngon, nơi nào có chỗ chơi vui, thậm chí nơi nào có cô nương xinh đẹp hắn đều biết. Điều khiến Giang Bắc Nhiên không khỏi cảm khái là đám hài tử không bị học đường trói buộc này hài thật sự đã trưởng thành rất sớm. Khi đi ngang qua một khách sạn, Tiền Tiểu Đông nhảy lên bậc thang giới thiệu, đây là Hỷ Lai khách sạn, thịt vịt nướng ở đây ngon nhất trong trấn. Họ có rượu đế uống cũng rất ngon. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì hiếu kỳ, ngươi từng nếm qua rồi. Tiền Tiểu Đông nghe xong thì ngượng ngùng gãi đầu, ta chỉ nghe đồn thôi, chưa được vào quán rượu ăn lần nào. Thật sự chưa từng nếm qua. Giang Bắc Nhiên lại hỏi. Ây, thấy Giang Bắc Nhiên nhìn thẳng mắt mình, Tiền Tiểu Đông cười hắc hắc, ta từng chạy tới sau bếp của họ ăn vụng hai lần, thật sự ăn rất ngon. Giang Bắc Nhiên cười lắc đầu, quay người tiến vào Hỷ Lai khách sạn. Tiểu nhị thấy Giang Bắc Nhiên đi tới thì đi ra đón, ân cần hô, khách quan, mời vào trong. Ngài nghỉ chân hay ở trọ? Nghỉ chân. Được rồi, mời ngài vào trong. Giang Bắc Nhiên chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi nói thẳng, nghe nói thịt vịt nướng của các ngươi rất ngon, lấy cho ta một phần, cùng một bầu rượu gạo. Được rồi, một phần thịt vịt nướng, một bầu rượu gạo. Kêu món xong, tiểu nhị nói tiếp, khách quan, xin ngài yên tâm, thịt vịt nướng là chiêu bài của chúng ta đó, cam đoan ngài ăn vào sẽ thích. Chờ tiểu nhị rời đi, Tiền Tiểu Đông ngồi trên ghế đầu cao hứng đung đưa hai chân. Đây là lần đầu tiên hắn vào từ cửa chính khách sạn. Mặt khác, hắn cảm thấy đại phu dẫn mình đi ăn cơm xem như một khởi đầu tốt. Hắn cứ cố gắng hết sức, nhất định có thể dùng thành ý đả động đối phương. Thời gian chừng một chén trà, thịt vịt nướng và rượu gạo đã được bưng lên. Tiểu nhị cũng bưng theo vài cái bình. Giang Bắc Nhiên vốn cho rằng trong bình là rượu, nhưng dùng mũi ngửi ngửi thì phát hiện không phải. Tiểu nhị đặt bình lên bàn, nở nụ cười, khách quan,
Bình này là một loại đường do tiểu điếm tự chế, ngài muốn nếm thử không? Kẹo mạch nha sao? Giang Bắc Nhiên hỏi. Không phải, gọi đường ngô, chua chua ngọt ngọt, là món khai vị. Giang Bắc Nhiên nhìn Tiền Tiểu Đông, hỏi, ngươi muốn ăn không? Tiểu nhị nghe xong thì đẩy bình tới trước mặt Tiền Tiểu Đông. Hai tử tới đây ăn xong đều khen, tiểu khách quan có muốn thử một chút không? Tiền Tiểu Đông nhìn bình đường rồi hỏi, đường này bán thế nào? Ban đầu bán giá vốn, bây giờ chỉ cần 2 tiền là được nắn một lần rồi. Tiểu Đông đảo mắt, đưa tiểu nhị 2 đồng tiền. Tiểu khách quan hào khí. Tiểu nhị khen một câu rồi đẩy cái bình lại gần Tiền Tiểu Đông hơn, đây, đều là của ngươi. Nhưng Tiền Tiểu Đông lại mỉm cười, hay mời tiểu nhị ca làm cho ta xem đi. Tiểu nhị nghe xong thì không khỏi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Tiền Tiểu Đông, sau đó mới nói, được, nếu tiểu khách quan không chê, để ta nắn giúp ngươi. Tiểu nhị nói xong thì đặt một thanh ngô đường lên bàn. Tạ ơn, Tiền Tiểu Đông mỉm cười nói, hai vị từ từ dùng, có việc ngài cứ gọi. Nói xong thì rút lui. Giang Bắc Nhiên nhìn Tiền Tiểu Đông, sớm đã phát hiện tiểu tâm tư của thằng bé, vì sao lại kêu tiểu nhị nắn đường giúp ngươi. Tiền Tiểu Đông nghe xong lập tức duỗi tay mình ra, tay ta nhỏ, để ta nắn đường chỉ sự không ăn được bao nhiêu. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì cười gật gật đầu. Từ lúc tiểu nhị ân cần đẩy bình đường tới chỗ Tiền Tiểu Đông, Giang Bắc Nhiên đã nhìn ra đây là trò vặt của thương gia. Để tiểu hài tử nắng đường, phần bán sẽ khá ít. Đầu óc thật sự rất tốt, cũng không biết có thiên phú tu luyện không. Giang Bắc Nhiên vừa nói vừa cắn một miếng chân gà, hương thơm tràn ngập khoang miệng, giòn xốp đủ vị. Đúng là không tệ. Giang Bắc Nhiên hài lòng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một vịt cứ thế tiến vào trong bụng hai người, cơm nước no nê xong, hai người cùng rời khỏi khách sạn. Cứ như vậy bắt đầu đi dạo chợ đêm, Tiền Tiểu Đông cảm thấy mình đã khá thân với đại phu, lần nữa mở miệng nói, đại phu, xin cho ta làm học đồ của ngài đi. Từ nhỏ ta đã có mơ ước trở thành đại phu, cứu vớt người trong thiên hạ, mà ngài chính là đại phu tốt nhất ta từng gặp. Nói xong, Tiền Tiểu Đông trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Nói rồi, bần đạo không thu đồ đệ. Đại phu, ta. Tiền Tiểu Đông nói xong thì ngẩng đầu, lại phát hiện đã không thấy đại phu đâu. Biểu hiện hôm nay của Tiền Tiểu Đông rất tốt, lại đủ thành ý. Từ thái độ của đại phu, hắn đoán được đối phương cũng rất thích mình. Hắn vốn tưởng lần này bái sư ăn chắc rồi, ai ngờ lại bị cự tuyệt triệt để như thế. Chương 422, tìm tới nhà. Linh quái bản chấn, lấy khí kết sát, gió đến. Tại mộc dốc nhỏ ngoài thôn, Tiền Tiểu Đông lẩm bẩm, bày ra tư thế, tựa hồ đang dẫn dắt lực lượng không tên nào đó. Nhưng qua hồi lâu, xung quanh người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Quái lạ, rõ ràng ta làm đúng theo sách viết mà. Tiền Tiểu Đông nghi ngờ ngồi xổm xuống, nhìn mấy chữ được viết bằng nhánh cây rồi ngơ ngẩn xuất thần. Hôm trước, lúc đại phu kia đột nhiên biến mất, Tiền Tiểu Đông thất vọng về nhà, nhưng trong lúc hắn buồn ngủ thì phát hiện cái sọt sau lưng mình có thêm một cuốn sách, trên đó có 4 chữ lớn. Cái gì đây? Tiền Tiểu Đông chưa từng đi học, gia gia cùng nãi nãi đều không biết chữ. Dù hắn từng đi học một lần nhưng chữ viết nhìn rất thả, hơn nữa cũng không biết được mấy chữ. Tuy xem không hiểu nhưng Tiền Tiểu Đông vẫn thử lật sách ra, trong nháy mắt, chim chóc được gấp thành từ giấy bay ra. Bất quá mặc dù, dưới ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của Tiền Tiểu Đông, chúng bay quanh hắn một vòng rồi tản ra khắp các ngõ ngác. Đồng thời, cuốn sách cũng toát ra ánh sáng không gì sánh được. Chờ Tiền Tiểu Đông dần thích ứng với ánh sáng chói mắt thì khi nhìn vào sách lại, hắn kinh sợ phát hiện mình vậy mà đọc được chữ trong sách rồi. Đây là huyền môn đạo pháp. Dù Tiền Tiểu Đông đoán được vị đạo trưởng kia là cao nhân, nhưng không ngờ lại cao minh như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện chỉ có người tu luyện mới làm được. Tiền Tiểu Đông bái ba lạy về phía trời, lần nữa đọc sách, lần này hắn đọc được 4 chữ là Thiên Hải Di Kinh. Tiền Tiểu Đông cái hiểu cái không gật đầu, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận trang đầu tiên. Lúc mới bắt đầu, Tiền Tiểu Đông còn tưởng chữ trong sách xấu như gà bới, nhưng sau đó hắn phát hiện đây là một cuốn sách về phù chú, trên sách là thuật phát về, viết phù triện. Tiền Tiểu Đông sướng tới phát rồ, dù đạo sĩ không muốn thu hắn là đồ đệ nhưng lại nguyện ý dạy hắn vài thứ. Tiền Tiểu Đông lần nữa vái trời, mang theo tâm tình cảm kích không gì sánh được đứng lên. Hôm nay, Tiền Tiểu Đông cảm thấy mình đã học được một ít, muốn thử một chút, cơ mà hắn tự đánh giá mình quá cao,
làm mãi lại chẳng có kết quả cái rắm gì. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, dù sao nếu dễ học như vậy, khẳng định chỉ là vài loại tầm thường, khó học mới lợi hại. Tiền Tiểu Đông cất kỹ sách rồi cõng sọt về thôn. Khi đẩy cửa ra, hắn vừa tính gọi ra ra thì thấy một nam nhân xa lạ ngồi trong nhà mình. Tình huống hiếm thấy xảy ra liên tiếp hai lần khiến Tiền Tiểu Đông cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong. Trong lúc Tiền Tiểu Đông đang suy nghĩ, nam tử xa lạ kia chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Đông. Xin hỏi, ngài là? Tiền Tiểu Đông nghi hoặc mở miệng. Trong nháy mắt đó, trái tim Hoắc Chí Thượng có chút rung động. 7 năm, dòng dã đã 7 năm. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần hắn tưởng mình đã tìm được con, nhưng cuối cùng đều phát hiện là sai người. Mà lần này, tâm tình của hắn là phức tạp nhất từ trước tới giờ. Vì mỗi lần tìm con, hắn đều bỏ ra công sức và trải qua gian nan vô cùng mới có được chút tung tích. Cơ mà những lần đó, lần nào cũng chỉ đổi lại được thất vọng mà thôi. Nhưng hiện tại, chỉ mới 2 ngày, lệ phó bang chủ đã chạy tới nói cho hắn biết đã tìm được Văn Khang. Việc này khiến Hoắc Chí Thượng khó có thể tin, thậm chí còn có chút cảm thấy mình bị lừa. Nhưng lệ phó bang chủ lại kêu hắn yên tâm đi, nếu Hoàng thượng nói tìm được, nhất định là tìm được. Cộng với chuyện Hoắc Chí Thượng từng chứng kiến bản lĩnh cao cường của vị Hoàng thượng kia nên đã mang tâm tình thấp thỏm, dựa vào chỉ dẫn mà Hoắc Chí Thượng đi tới đây. Lúc Hoắc Chí Thượng gõ cửa, Tiền lão hán thấy là người lạ lại không chút cảnh giác nào, ngược lại còn cao hứng mời hắn vào nhà. Trong lúc Hoắc Chí Thượng đang cảm thấy khó xử vì sự nhiệt tình này thì một đứa nhỏ đẩy cửa vào. Trong nháy mắt khi thấy tiểu nam hài, trong đầu Hoắc Chí Thượng chỉ còn lại một chữ. Giống, giống hơn hết thảy hài tử nào hắn từng gặp trong 7 năm nay. Thậm chí cơ hồ hắn đã xác định được đối phương chính là Văn Khang mình luôn tâm niệm. Nhìn nam nhân xa lạ ngày càng kích động, Tiền Tiểu Đông đột nhiên có chút bối rối. Chẳng lẽ thật sự là cừu ra tìm tới cửa? Dù sao cừu nhân gặp mặt, mắt mới đặc biệt đỏ mắt a. Trong lúc Tiền Tiểu Đông chuẩn bị đẩy cửa chạy đi thì Hoắc Chí Thượng đột nhiên hỏi Tiền lão hán, lão trượng. Tha thứ tại hạ mạo muội, tại hạ có chuyện muốn hỏi. Thấy Tiền lão hán có chút nghe không hiểu, Hoắc Chí Thượng lập tức đổi thành cách nói, chỉ về phía Tiền Tiểu Đông hỏi, xin hỏi, đứa bé kia là cháu trai ruột của ngài sao? Oanh một tiếng, câu hỏi này phảng phất như tiếng sấm đánh trong dầu Tiền lão hán cùng Tiền Tiểu Đông. Tiền lão hán hé miệng nửa ngày không nói nên lời. Kỳ thật rất muốn trả lời là phải, nhưng nhìn người trước mắt mặc phục sức hoa lệ, hắn lại có chút không mở miệng được. Tiểu Đông đã 7 tuổi, Tiền lão hán biết oa nhi nhà mình rất thông minh, lại cực kỳ hiếu thuận, hắn là gia gia. Cũng từng nghĩ cách để Tiểu Đông có cuộc sống tốt hơn, nhưng hắn chỉ biết làm ruộng thôi, căn bản không thể giúp được Tiểu Đông cái gì. Cho nên khi thấy vị đại nhân mặc hoa phục này, Tiền lão hán có phần do dự. Hắn biết cháu trai mình luôn muốn đi phiêu lưu bên ngoài, nhất là sau khi vị đại phu kia tới. Thấy Tiền lão hán chậm chạp không nói lời nào, Hoắc Chí Thượng có thể rõ ràng cảm giác được tim mình đập ngày càng nhanh. Ai? Cuối cùng, Tiền lão hán thở dài, nhìn về phía Hoắc Chí Thượng hỏi, vị đại nhân này, tiểu lão nhân có thể hỏi một chút, ngài nghe tin này ở đâu không? Được. Hoắc Chí Thượng gật gật đầu, ta là nhân sĩ Vân Chu quận, 7 năm trước vì tránh né cừu địch truy sát nên bị lạc tiểu nhi, mặt khác. Hoắc Chí Thượng nói xong thì ngưng tụ huyền khí màu nâu xanh trước ngực, ta là người tu luyện. Thấy đoàn huyền khí màu nâu xanh kia, Tiền lão hán phảng phất như đưa ra quyết định gì đó, gật đầu nói, tiểu đông hắn, không phải cháu trai ruột của ta. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, cha con nhận nhau. Oanh, câu trả lời này khiến trong nháy mắt, đại não Tiền Tiểu Đông cùng Hoắc Chí Thượng như phát ra tiếng sấm. Tiền Tiểu Đông bị sấm đánh 2 lần cảm thấy có chút choáng đầu, 2 ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến hắn thật sự không tiếp thụ nổi. Ra ra. Sao ta có thể không phải cháu trai ngài? Ngài chính là gia gia ta mà. Hô xong, hắn nhào vào trong ngực gia gia. Ôm lấy cháu của mình, Tiền lão hán thở dài tiếp tục nói, mấy năm trước cháu trai ta qua đời, con dâu ta thiếu chút nhảy sông, con trai chỉ có thể lên thôn, mua một đứa bé về. Hoắc Chí Thượng cố khống chế không để mình quá kích động, mẹ mình kia có nói lấy được hài tử từ đâu không?
không nói, đây là quy củ, chỉ có thể mua, không thể hỏi. Lúc này Tiền Tiểu Đông nghe mà ngơ ngác, hắn được mua lại từ mẹ mình. Nhưng dù vậy, Tiền Tiểu Đông vẫn ôm chặt gia gia của mình, không, ngài chính là gia gia của ta. Mặc kệ ai đến đi nữa, ngài đều là gia gia của ta. Tiền lão hán vui mừng ôm chặt Tiền Tiểu Đông, cười nói, đứa nhỏ ngốc này, ta đương nhiên vĩnh viễn là gia gia của ngươi. Nhìn hai ông cháu ôm nhau trước mắt, Hoắc Chí Thượng hỏi Tiền Tiểu Đông, ngươi gọi là Tiểu Đông. Tiền Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn Hoắc Chí Thượng một chút rồi hô, ta không phải con của ngươi. Cha ta là Tiền Vượng Sinh. Hoắc Chí Thượng cũng biết Tiền Tiểu Đông không thể tiếp nhận sự thật này nhanh, mà hắn cũng không vội, chờ được 7 năm rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu. Cho nên, hắn không hỏi Tiền Tiểu Đông nữa, mà nói chuyện với Tiền Lão Hán. Hàn huyên một hồi, hắn biết thì ra nhà của Tiền Lão Hán không ở thôn này. Trước đây ít năm, bác Viễn hạn hắn nên chạy nạn trốn tới đây, che mẹ Tiền Tiểu Đông cũng chết trên đường chạy nạn. Mà Hoắc Chí Thượng cũng kể lại quá trình tìm con 7 năm nay của mình. Trong lúc đó, nãi nãi cũng trở về nhà, nàng vừa nghe có người đến nhận cháu mình thì vội che cháu trai lại, hung hăng nói Hoắc Chí Thượng nhất định nhận lầm người rồi. Nhưng được Tiền Lão Hán khuyên bảo mãi, nãi nãi cũng từ việc mắng to Tiền Lão Hán rồi dần dà im lặng tiếp nhận sự thật này. Sau khi nghe chuyện xưa tìm con của Hoắc Chí Thượng, tâm tình Tiền Tiểu Đông không còn mâu thuẫn quá nữa. Dù sao hắn cũng là người lý trí, hắn biết nam nhân trước mắt này là người bị hại, đồng thời cũng nhìn ra đối phương thật rất muốn tìm lại mình. Ta có thể hỏi một chút, làm sao ngươi tìm được tới đây không? Nghe Tiền Tiểu Đông hỏi, Hoắc Chí Thượng hưng phấn đến tay cũng run, vì đây là hắn lần đầu Tiền Tiểu Đông chủ động nói chuyện với Hoắc Chí Thượng. Ồ, Hoắc Chí Thượng thở dài ra một hơi rồi đáp, ta tìm đương kim thánh thượng, cũng chính là tân hoàng hiện tại của Thịnh Quốc, cầu hắn giúp ta tìm ngươi. Ngươi biết tân hoàng đế à? Tiền lão hán có chút kích động hỏi, cũng không coi là nhận. Từng gặp mặt một lần, hắn nguyện ý giúp ta là nể mặt bằng hữu của ta. Hiện tại tân hoàng thật tốt. Nếu không nhờ có hắn, thôn chúng ta năm nay sao tốt như vậy, có nhiều nam dân được ở lại quê nhà. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nãi nãi ở một bên cũng liên tục gật đầu, tất cả mọi người đều hy vọng hoàng đế này vĩnh viễn sẽ không bị đổi. Bầu không khí dần sinh động hơn, Hoắc Chí Thượng cũng gật đầu nói, đương kim tân hoàng thật sự thánh minh không gì sánh được. Cho nên ta mới tới cầu hắn hỗ trợ, ta cũng không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Nghe Hoắc Chí Thượng nói xong, Tiền Tiểu Đông lập tức nghĩ tới đạo trưởng, cũng hiểu rõ vì sao vị đạo trưởng kia lại tới nơi này, xem ra là vì vị hoàng đế bệ hạ kia. Nhưng, sao ngươi có thể xác định ta là? Hoắc Chí Thượng như đã sớm biết Tiền Tiểu Đông sẽ hỏi, hắn trực tiếp đáp, có cách chứng minh, trước ngực của ngươi có một vết bớt, ngay tại ngực trái, lớn chừng bàn tay. Lúc này trên nóc nhà, Giang Bắc Nhiên ăn dưa một ngày nhịn không được thầm nghĩ, khá lắm. Không hổ là nhân vật chính, còn có vết bớt chứng thân. Sở dĩ hắn không theo Hoắc Chí Thượng tìm Tiền Tiểu Đông là vì căn cứ vào khái niệm nhân vật chính, nếu hắn trúng động với đám người đó quá lâu, sẽ bị hào quang của họ ảnh hưởng. Hôm qua hắn đã ở chung với Tiền Tiểu Đông cả ngày. Hôm nay lại dính vào, chỉ sợ lại có chuyện. Cho nên, hắn quyết định không đi cùng. Trong lúc Giang Bắc Nhiên thầm cảm khái, Tiền Tiểu Đông trong phòng nhỏ hô, ngực ta, căn bản không có bớt gì à. Tiền Tiểu Đông nói xong thì cởi áo ra, trên đó thật sự không có gì cả. Ừm, bình thường nó sẽ không hiện, nhưng nếu như vậy. Hoắc Chí Thượng nói xong thì đưa tay đặt lên ngực Tiền Tiểu Đông, rót một cỗ huyền khí vào. Chỉ một thoáng, vết bết dần hiện ra, trông như một con hùng ưng. Khá lắm, con mẹ nó, khá lắm, cái bớt này còn được mã hóa. Trên nóc nhà, Giang Bắc Nhiên ăn dưa sướng muốn chết, không ngờ còn có thao tác này. Trong một giây vết bớt hiện ra, Hoắc Chí Thượng không khống chế được tâm tình của mình, ôm lấy Tiền Tiểu Đông vào trong ngực, Khang Nhi của ta à. Tiếng khóc kia như muốn phát tiết toàn bộ sự kiềm nén 7 năm qua. Ban đầu Tiền Tiểu Đông cũng vùng vẫy nhưng nghe được tiếng khóc của nam nhân, hắn lại không vẫy nữa vì hắn cảm nhận được nỗi nhớ thương từ trong đó. Khi vết bớt hiện ra, Tiền Tiểu Đông đã biết hắn chính là con trai của người này, tuyệt đối không sai. Ồ, Giang Bắc Nhiên thấy hai phụ tử rốt cục cũng nhận nhau, biết không còn gì để hóng nữa nên biến mất trong nháy mắt. Trở lại hoàng cung, Giang Bắc Nhiên thoải mái duỗi lưng, giải quyết chuyện này xong, đến lúc hắn giải quyết vấn đề của mình rồi. Làm thế nào để gia tộc lẫn bách tính cùng có lợi,
đây là chuyện hắn cần phải làm nhất lúc này. À, suýt nữa thì quên. Trong lúc Giang Bắc Nhiên muốn đi tới thư phòng, hắn đột nhiên nhớ tới hai ngày nay không đi cho Lục Vĩ Hồ ăn. Thế là vòng ra vườn hoa. Giang Bắc Nhiên tới trước tứ phương tỏa linh trận thì thấy Lục Vĩ Hồ thè lưỡi ngã xuống đất, lông toàn thân cũng mất đi màu đỏ vốn có. Giang Bắc Nhiên dùng tinh thần lực cảm giác được Lục Vĩ Hồ không còn sinh khí. Chết cũng tốt, ta đỡ phải tới mỗi ngày. Giang Bắc Nhiên nói xong thì quay người rời đi. Này, ngươi đến cùng có nhân tính hay không a? Có hồ ly chết đó, ngươi không vào xem thử sao? Nói không chừng còn có thể cứu. Ngao ô, ngao ô. Trong tứ phương tỏa linh trận, Lục Vĩ Hồ đang ăn thịt hươu. Nó vừa ăn vừa liếc nhìn Giang Bắc Nhiên. Khi thấy Giang Bắc Nhiên quay người muốn đi, Lục Vĩ Hồ lập tức hô, chờ một chút, chờ một chút. Giang Bắc Nhiên quay đầu lại, vừa muốn hỏi có chuyện gì thì thấy Lục Vĩ Hồ đã hóa thành hình dáng thiếu nữ. Miệng nàng gặp thịt hươu, không ngừng nháy đôi mắt ngập nước, hoàng thượng. Ngài thả ta ra đi, chỉ cần ngài thả ta ra, mặc kệ ngài muốn gì, nô gia đều chiều ngài. Nghe âm thanh thiếu nữ đầy mị hoặc của Lục Vĩ Hồ, Giang Bắc Nhiên híp mắt hỏi, thật là cái gì cũng được. Đương nhiên, cái gì cũng được. Thiếu nữ Lục Vĩ Hồ bày ra tư thế thập phần xinh đẹp, nửa che nửa hở khiến lòng người ta sục sôi. Được, vậy ngươi giúp trẫm vẽ xong cái này đi. Lục Vĩ Hồ nhìn quyển trục được ném vào trận pháp, nháy mắt hai lần rồi nhặt quyển trục lên. Đây, đây là gì? Lục Vĩ Hồ thiếu nữ nhìn hình thù xấu xí trong quyển trục bèn hỏi. Cầu, cụ thể hơn là cầu treo. Nếu ngươi đủ khả năng hoàn thiện nó, trẫm sẽ thả ngươi ra. Lục Vĩ Hồ nghe xong thì khóe miệng co rúm, tiếp đó ném quyển trục xuống đất. Ta con mẹ nó, chỉ là một con hồ ly thôi. Xem làm sao mà hiểu chứ? Là ngươi bảo cái gì cũng được mà. Lần này, Lục Vĩ Hồ không tức giận nữa mà thở dài, nghiêm túc nhìn Giang Bắc Nhiên, xem ra mị thuật của ta hoàn toàn không có tác dụng với ngươi, ngươi có thể nói ta biết tại sao không? Từ lúc bị giam trong tứ phương sở linh trận này, Lục Vĩ Hồ vẫn luôn thắc mắc vì sao Giang Bắc Nhiên không bị mị thuật mê hoặc. Chương 424, tìm tới tông môn nhà mình. Ban đầu nàng cảm thấy vì tu vi của mình bị phong ấn nên không cách nào hoàn toàn phát huy được mị thuật. Nhưng theo thời gian, tu vi của nàng dần quay lại, nàng lại thử mê hoặc Giang Bắc Nhiên mấy lần, đáng tiếc đều vô dụng. Về sau, nàng lại cảm thấy vì mình khinh thường loài người không có tu vi nên mới đem tới hiệu quả như thế. Vì thế, nàng điều chỉnh tâm tình, đối đãi với hắn như với đại nhân vật cấp huyền tôn. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có tác dụng với hắn. Dưới tình huống dốc toàn lực vẫn không có kết quả, Lục Vĩ Hồ chỉ có thể nhận mệnh. Cảm giác phiền muộn dần chuyển thành hiếu kỳ, nàng thực sự rất tò mò vì sao nhân loại này có thể chống lại mị thuật của mình. Dưới cái nhìn hiếu kỳ của Lục Vĩ Hồ, Giang Bắc Nhiên lắc đầu, trẫm không biết mị thuật ngươi nói là gì, tóm lại trẫm không có cảm giác gì với ngươi hết. À, câu nói này khiến Lục Vĩ Hồ như bị vạn tuyển xuyên tâm, nó cảm thấy sức mạnh của mình không được công nhận. Ngươi, 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 Lục Vĩ Hồ chỉ vào Giang Bắc Nhiên ngươi. Ngươi nửa ngày, không có việc gì thì trẫm đi trước. Giang Bắc Nhiên không để ý Lục Vĩ Hồ, hắn quay người rời đi. Chờ chút, ta cho ngươi biết. Nếu lão đầu kia để ngươi nuôi ta, đợi hắn quay lại, đến lúc đó, hừ hừ. Ta sẽ cắn chết hết người trong cung của ngươi rồi cắn chết ngươi luôn. Thấy Giang Bắc Nhiên sững người, Lục Vĩ Hồ đắc ý, hắc hắc, sợ rồi sao? Sợ thì tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu bây giờ ngươi thả ta, ta sẽ nhớ một phần ân tình này, có thể đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng. Đúng nha, Giang Bắc Nhiên quay đầu nhìn Lục Vĩ Hồ, trẫm không nghĩ tới điểm này, ngược lại phải cảm ơn ngươi nhắc nhở trẫm. Hắc hắc, biết sai là tốt, tranh thủ thời gian thả ta. Lục Vĩ Hồ vừa nói được phân nửa đã bị Giang Bắc Nhiên cắt lời, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách để vị huyền tôn kia chơi chết ngươi. Ngao, ngao, ngao. Lục Vĩ Hồ nghe xong thì tức tới nỗi không nói được tiếng người, chỉ biết ngao 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 gọi bậy một hồi. Lục Vĩ Hồ ngao ngao nửa ngày, ngay cả thú ngữ cấp 2 mà Giang Bắc Nhiên nghe không hiểu cũng lấy ra dùng. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta đâu có hại ngươi. Mỗi ngày chỉ ngoan ngoan ngồi trong động ăn chút đồ ăn, sao tự nhiên loài người lại bắt ta, ô ô ô. Lục Vĩ Hồ phát tiết xong thì ủy khuất, vô cùng. Rõ ràng nàng là đứa bé nghe lời mẹ nhất trong đàn, cho tới giờ chưa từng rời khỏi động phủ,
nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại bị bắt? Lại gặp được loài người không bị mị thuật của nàng khống chế nữa. Ô ô ô, sao mệnh của ta khổ vậy? Thấy thiếu nữ Lục Vĩ Hồ ngồi dưới đất, không ngừng đạp hai chân khóc lớn, Giang Bắc Nhiên từ từ đi tới trước tứ phương tỏa linh trận. Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở trong động phủ, vậy sao ngươi biết nói tiếng người? Lục Vĩ Hồ lấy tay lau nước mắt, ủy khuất đáp, là do mẹ ta dạy, vì mẹ nói muốn thắng nhân loại thì phải hiểu nhân loại trước. Không tệ, thông minh đấy. Lục Vĩ Hồ lau nước mắt, nói tiếp, thật mà, cho tới bây giờ ta chưa từng hại người, van ngài đừng để tên huyền tôn kia giết ta. Van ngài, ta còn muốn trở về gặp mẹ ta, mẹ, ô ô ô, mẹ. Thấy Lục Vĩ Hồ khóc ròng, Giang Bắc Nhiên dù không biết có phải là thật hay diễn, nhưng vẫn quyết định cho nàng một cơ hội, muốn trẫm bỏ qua cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả lời mấy vấn đề cho ta. Lục Vĩ Hồ nghe xong thì thò sáu cái đuôi ra, vâng, vâng, ngài hỏi gì ta đều trả lời. Ngươi sống ở Đường Quốc, hẳn cũng biết ai là cường giả mạnh nhất nơi đó. Ta không quen biết nhân loại nào cả nên không rõ lắm. Thật không, trẫm khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại rồi hãy trả lời. Nếu ngươi không có giá trị lợi dụng, trẫm tự nhiên cũng không có lý do gì cứu ngươi. Ta hữu dụng, ta hữu dụng. Ta trở về rồi có thể giúp ngài điều tra. Ngài muốn biết gì ta đều có thể giúp ngài. Cái kia, vì sao trẫm phải tin ngươi? Cho tới bây giờ ta chưa từng nói láo. Sao ngươi không tin tưởng ta? Thấy hệ thống không xuất hiện, Giang Bắc Nhiên cũng tin một chút. Giang Bắc Nhiên suy tư một lát thì bảo, chờ ngươi nghĩ ra lý do thuyết phục được trẫm thì trẫm sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra. Sau đó thì rời khỏi hậu hoa viên. Mãi tới khi Giang Bắc Nhiên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lục Vĩ Hồ đang không ngừng biểu đạt lòng trung tâm mới đặt mông ngồi phệt xuống đất, quay lại hình dáng hồ ly của mình. Hừ, nhân loại thật đa nghi. Ta vốn không gạt người, bất quá vẫn phải khiến loài người kia tin tưởng rồi cứu ta ra mới được. Trong lúc Lục Vĩ Hồ nghĩ cách khiến Giang Bắc Nhiên tin mình, Giang Bắc Nhiên đang ngồi trên đám mây quay về Quy Tâm Tông. Muốn chỉnh trị thế gia, ra tay với tông môn nó phụ thuộc là dễ nhất, Giang Bắc Nhiên cảm thấy thiên hoa loạn truy còn chẳng bằng một câu của tông chủ. Về phần tìm tông môn nào tới làm thí nghiệm, đó đương nhiên là tông môn nhà hắn rồi. Giang Bắc Nhiên có thể xác định, hắn có thể đem lại lợi ích to lớn cho tông môn, lợi ích này sẽ khiến lão nhân gia động lòng. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425, gặp lại sư huynh. Giang Bắc Nhiên nhảy khỏi mây, hắn đi thẳng đến Tề Vân Phong, biết được tông chủ không ở trong phủ, cơ mà ban đêm sẽ về. Nếu tông chủ không có ở đây, Giang Bắc Nhiên có thể tới sau núi một chuyến. Gần đây hắn bận rộn chính vụ, chưa quay về lần nào, cũng không biết các tiểu khả ái thế nào rồi. Giang Bắc Nhiên tiến vào Tử Trúc Uyển, dò xét bốn phía xong mới hài lòng nhẹ gật đầu. Dù hắn không ở đây, Thanh Hoan cũng quản lý nơi này ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn sạch hơn khi hắn còn ở nữa. Giang Bắc Nhiên đẩy cửa đại viện ra, tiến vào cầm một cái vò màu xám lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, một con bò cạp màu nâu xanh lớn chừng bàn tay chui ra ngoài, ngó ráo rác xung quanh. Bò cạp, gần đây ngươi khỏe chứ? Giang Bắc Nhiên dùng một ngón tay vuốt ve trán Biển Thạch Hạt hai lần. Biển Thạch Hạt đầu tiên là có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, nó duỗi cái càng thân mật kẹp kẹp ngón tay Giang Bắc Nhiên. Không tệ không tệ, cái càng nhỏ này đã mập lên rồi, tối tới ba ba kiểm tra thân thể cho ngươi ha. Giang Bắc Nhiên đóng vò lại, đi thăm tiểu khả ái tiếp theo. Sau khi xác định tất cả tiểu khả ái đều được nuôi thành trắng trắng mập mập, Giang Bắc Nhiên mới hài lòng đi tới tiểu viện, rồi qua vườn hoa bên cạnh. Giang Bắc Nhiên nhìn những hạt xương còn sót lại trên cánh hoa, liền biết Thanh Hoan hẳn vừa mới tưới nước cho nó. Giang Bắc Nhiên nhìn đóa thanh loan hoa tiên diễm trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngứa tay, muốn hái hai đóa đi tới phòng luyện đan. Hai tháng này, Giang Bắc Nhiên trầm mê trong việc cải tạo quốc gia, không đụng được tới mấy việc tu luyện. Bây giờ nhìn hỏa diễm cháy hừng hực dưới đan lô, Giang Bắc Nhiên quyết định dù sau này nghiện làm hoàng đế, hắn cũng không thể quên mấy sở thích khác. Dù sao hiện tại triều đình sự tình đã không sai biệt lắm an bài thỏa đáng, mỗi ngày tảo triều cũng là nghe chút không đau không ngứa tin tức, hoàn toàn không cần thiết mỗi ngày đều triều. Hiện tại trọng điểm vẫn là ở chỗ làm sao đem thế gia giải quyết cho, chỉ cần giải quyết bọn hắn,
Giang Bắc Nhiên màu đỏ kế hoạch liền có thể hoàn toàn tiến vào quỹ đạo chính. Theo mùi thuốc bay ra khỏi lô đỉnh, Giang Bắc Nhiên lấy 4 viên định linh đan ra, tiện tay dùng 1 viên, thanh hương bay 4 phía, tinh thần hắn cũng chấn động. Giang Bắc Nhiên thoải mái xuống núi tới thủy kính đường, tiến vào đinh lan thủy tạ quen thuộc. Hắn vừa muốn gõ cửa thì đại môn đã bị đẩy ra. 5 khuôn mặt xinh đẹp đồng loạt xuất hiện, sau đó 5 người chậm rãi hé miệng, cả kinh kêu lên, sư huynh. Nhìn 5 người Liễu Tử Câm bấy ngờ như thế, Giang Bắc Nhiên gật đầu, a, là các người. Nói xong thì tránh qua một bên, chuẩn bị để các nàng đi ra ngoài. Thấy sư huynh, Liễu Tử Câm kìm lòng không được nắm chặt hai tay. À, không sai, đây chính là sư huynh nàng mong nhớ ngày đêm. Cảm giác ghét bỏ này chỉ có sư huynh mới có thể phát huy vô cùng tinh tế, khiến tim nàng nhảy loạn như thế. Liễu Tử Câm nuốt nước bọt, dãy dụa thân thể mở miệng nói, sư huynh, nghe nói ngươi đi làm hoàng đế, thật sao? Giang Bắc Nhiên gật đầu. Nghe ngữ khí qua loa này, Liễu Tử Câm nhịn không được cúi đầu, tay phải lôi kéo tay áo Phương Thu Giao. Không có cách nào khác, nàng thật sự sắp không khống chế nổi mình nữa, nói chuyện với sư huynh tiếp, chỉ sợ thanh âm của nàng sẽ trở nên vô cùng kỳ quái. Phương Thu Giao bị kéo tay áo vẫn không nhận ra sự thay đổi của sư tỷ, nàng tiến lên một bước hỏi, sư huynh làm hoàng đế có vất vả không? Cũng được. Vậy hiện tại sư huynh muốn về tông môn tu luyện tiếp hả? Không làm hoàng đế nữa? Không, chỉ trở về xử lý chút chuyện thôi. Phương Thu Giao gật đầu, trong lòng có một vấn đề rất muốn hỏi nhưng làm thế nào cũng không hỏi ra được. Còn có việc gì không? Không thì nhường đường một chút. Chờ đã. Thấy mấy vị tỷ tỷ đều đi lên nói chuyện, Ngô Quy Miểu giơ tay lên, tiến tới một bước hỏi, sư huynh. Ta nghe nói hoàng đế nào cũng có hậu cung, ngươi cũng có sao? Giang Bắc Nhiên nghe xong thì cười nói, đương nhiên a, trong hậu cung có hơn 4.000 giai lệ đó. 4.000? Năm nữ hài đồng loạt hoảng sợ nói. Liễu Tử Câm kiềm không được cảm xúc nữa mà nói, cái kia. Sư huynh, ngài có cùng các nàng, cùng các nàng. Trẫm ở trong cung làm gì, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các ngươi? Nhìn ánh mắt lăng lệ cùng khí thế vương giả trên người sư huynh, Liễu Tử Câm nhịn không được lùi về sau mấy bước, không dám hỏi nữa. Ta cứ thắc mắc sao 5 người cứ đứng đây, thì ra là Bắc Nhiên về a. Thấy Vu Mạn Văn đi ra, Giang Bắc Nhiên phối hợp chắp tay với nàng, chào Vu hộ pháp. Vu Mạn Văn gật đầu với Giang Bắc Nhiên, nhìn về 5 ái đồ rồi nói, kêu các ngươi tới Vũ Hoa Gian chờ ta, còn ở lại chỗ này làm gì? Vâng, sư phụ. Dù còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư huynh, nhưng mệnh lệnh của sư phụ không thể không nghe, cho nên 5 người Liễu Tử Câm đành phải cẩn thận rời đi. Kể từ khi biết sư huynh làm hoàng đế xong, các nàng đã tới tìm sư phụ hỏi rõ tình huống. Kết quả dường như sư phụ cũng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể kêu các nàng đừng lo, trực tiếp đi tìm sư huynh khẳng định không được. Cho nên bọn họ đành phải tiếp tục tu luyện, cảm thấy chỉ cần qua cửa của Ngô sư huynh, các nàng sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi tìm sư huynh. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Sao sư huynh đột nhiên trở lại rồi? Trên đường đi, Phương Thu Giao xoa xoa lồng ngực mình. Đúng vậy a. Liễu Tử Câm cúi đầu đáp. Tử Câm tỷ, ngươi sao vậy? Phương Thu Giao cảm thấy thanh âm của Liễu Tử Câm có chút kỳ quái bèn hỏi. Không có gì, ta cũng như ngươi, bị hù dọa thôi. Lúc này, 3 tỷ muội Ngu Gia cũng cùng mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Vạn nhất sư huynh rời đi ngay thì làm sao? Hay chúng ta xin sư phụ nghỉ phép đi? Phương Thu Giao nghe xong, thì lắc đầu, đừng, nếu xin với lý do này, chúng ta khẳng định sẽ bị chửi. Thế nhưng sư huynh, Ngu Quy Miểu lại nhìn về phía viện. Nếu chậm trễ, nói không chừng không còn cơ hội gặp sư huynh đây. Lại nói, hiện tại đánh bại Ngô sư huynh mới là chính sự, chờ đánh bại Ngô sư huynh xong, tự nhiên có lý do đi tìm sư huynh rồi. 4 người khác nghe xong cũng nhao nhao gật đầu, đúng, tu luyện đi. Chương 426, Hoa Sơn Luận Kiếm. Trước khi đi ngươi không đổi y phục à? Vu Mạn Văn nhìn đế bào trên người Giang Bắc Nhiên hỏi. Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, đúng vậy a. Lần này trở về ta muốn lấy thân phận hoàng đế đàm luận một số chuyện cùng tông chủ, tự nhiên phải mặc đế bào. Vu Mạn Văn nghe xong thì cười khẽ một tiếng, hay cho thân phận hoàng đế, xem ra ngươi làm hoàng đế cũng rất nhập tâm a. Đương nhiên, ta làm việc từ trước đến nay luôn tập trung.
Vu Mạn Văn nghe vậy, vừa định phản bác một câu thì cẩn thận nhớ lại, Giang Bắc Nhiên nói không sai, dù đa phần hắn đều từ chối yêu cầu của người khác, nhưng khi nào đều tốt hơn so với bất kỳ ai. Bồi Đường Chủ chơi đùa là thế, tham gia anh kiệt hội cũng thế. Tiểu Bắc Nhiên. Trong lúc Vu Mạn Văn chuẩn bị khen Giang Bắc Nhiên hai câu thì một bóng người xinh đẹp chạy vội ra từ trong chính sảnh, khiến Giang Bắc Nhiên muốn tránh cũng không kịp tránh đã bị nàng ôm chầm lấy. Kỳ thật cũng không phải Giang Bắc Nhiên không có cách nào tránh, chỉ là đó không phải tốc độ mà một đệ tử luyện khí như hắn có thể có được. Không phải chỉ đi một tuần là trở lại à? Sao lần này đi lâu vậy? Thi Phượng Lan dùng nắm tay nhỏ nện Giang Bắc Nhiên. Gần đây việc triều chính thật sự quá bận rộn, không phải ta có truyền tin về cho ngươi rồi sao? Giang Bắc Nhiên trả lời, ta mặc kệ, ngươi nói một tuần trở về mà. Gửi thư để làm gì? À, vậy lần sau ngay cả thư ta cũng không cần gửi. Đừng, phải gửi, phải gửi. Thi Phượng Lan nói xong thì liên tục khoát tay. Giang Bắc Nhiên cười một tiếng, nói, lần này xem như ta mạnh miệng, nấu một con cá bồi thường cho ngươi nhé. Hai con mới được. Thi Phượng Lan lập tức duỗi hai ngón tay ra. Đừng được một tấc lại muốn thêm một thước, một con thôi, thích thì ăn không thì thôi. Nói xong, Giang Bắc Nhiên nhìn về phía Vu Mạn Văn nói, Vu hộ pháp muốn ở lại cùng ăn không? Ta cũng khá muốn nếm thử, chỉ là Năm Đồ Nhi vẫn đang chờ ta. Nói tới Năm Đồ Nhi kia, Vu Mạn Văn nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá Giang Bắc Nhiên một lượt, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì đã rời đi. Làm đồ ăn xong, Giang Bắc Nhiên kêu Tiểu Đóa và Thi Phượng Lan tới dùng bữa. Lúc ăn cơm, Giang Bắc Nhiên kể lại chuyện hai tháng qua cho Thi Phượng Lan nghe. À, còn có người không có cơm ăn. Nghe Giang Bắc Nhiên kể về cuộc sống của bách tính, Thi Phượng Lan kinh ngạc hô. Đúng vậy à, còn có người không có quần áo mặc, không có phòng ở, còn có người bị bệnh, chỉ có thể chờ chết nữa. Thi Phượng Lan nuốt hết cá trong miệng rồi lấy càn khôn giới ra, trong này có rất nhiều bảo tài và ngân lượng, lấy chia cho những bách tính kia đi. Tiểu Đóa ở bên cạnh cũng lấy cái ví nhỏ bên hông ra nói, à, ta dù không có nhiều, nhưng cũng xin Giang Sư Ca cầm đi chia cho những bách tính kia, để họ mua một ít thức ăn. Giang Bắc Nhiên thấy thế thì cười một tiếng, tâm ý thì ta nhận, nhưng muốn giúp được những bách tính kia, chỉ dùng tiền là không được. Vì sao? Có tiền chẳng phải có thể mua đồ ăn rồi à? Thi Phượng Lan ngoẹo cổ hỏi. Ngươi cũng đâu thể cho họ tiền mãi, muốn để họ ăn no mặc ấm, cần phải thay đổi nhiều cái. Đây là mục đích chuyến đi này của ta về tông môn. Chuyện gì? Có muốn ta hỗ trợ không? Thi Phượng Lan tích cực nói. Không cần, chuyện này tự ta có thể xử lý được. Ừ. Thi Phượng Lan nói xong thì bỏ một miếng cá vào miệng. Đối với nàng mà nói, dù dân chúng ăn không được cơm rất đáng thương, nhưng đến cùng đáng thương bao nhiêu, nàng căn bản không tưởng tượng ra được. Vì nàng cho tới giờ chưa từng nếm thử loại đau khổ kia, thế giới của nàng và bách tính hoàn toàn khác nhau. Ăn no, Thi Phượng Lan không chờ kịp đã lấy hiệp khách hành ra, chuẩn bị chơi vài ván. Nhưng Giang Bắc Nhiên lại khoát tay từ chối, lấy một cái bàn cờ còn mới ra. Hai tháng nay, biểu hiện của ngươi rất tốt, không chạy tới hoàng cung náo loạn, cũng không đi tìm tông chủ nháo sự, cho nên ta chuẩn bị trò mới cho ngươi coi như ban thưởng. Giang Bắc Nhiên nói xong thì đặt bàn cờ lên bàn. Oa! Thi Phượng Lan hưng phấn hô lên, nàng nhìn bàn cờ mới mà ngơ ngẩn xuất thần, cái này kêu là gì? Hoa Sơn Luận Kiếm. Trả lời xong, Giang Bắc Nhiên lại lấy một chồng thẻ nhân vật cùng thẻ trang bị, kỹ năng thật dày ra. Thi Phượng Lan không kịp chờ đã cầm một sấp lên đọc nhỏ, sát, thiểm, bính. Hiện tại ta sẽ dạy đơn giản cách chơi cho các ngươi. Giang Bắc Nhiên cầm từng tấm thẻ lên, bắt đầu nói về tác dụng và hiệu quả của chúng. Sau thời gian một chén trà, Thi Phượng Lan gật đầu nói, ta đã hiểu, nếu ta cầm tấm thẻ tiểu long nữ này lên, ta sẽ chỉ còn 3 giọt máu đúng không? Không sai. Giang Bắc Nhiên gật đầu. Được rồi, mau tới chơi, ta học xong rồi. Tiểu Đóa đâu, học xong chưa? Tiểu Đóa gãi gãi đầu nói, vẫn còn chút không rõ. Không sao, chơi một ván là hiểu. Phát thẻ nhân vật rồi nêu rõ quy định, ba người bắt đầu ván thứ nhất. Giết, tránh, lại giết. À, không phải nói mỗi hiệp chỉ giết được một tấm sao. Ta trang bị huyết tích tử, có thể giết vô hạn. Nha, vậy ta sắp hết máu rồi. Thấy mình chỉ còn lại một giọt máu,
Thi Phượng Lan nhìn Tiểu Đoá nói, Tiểu Đoá, ngươi có bánh không à? Nhanh cứu ta, bằng không ta thua cũng không khác gì ngươi thua đâu. À nha. Tiểu Đoá nhìn bài trên tay mình, lấy ra một tấm thẻ rồi hỏi, đây là bánh sao? Đúng đúng đúng, chính là cái này. Thi Phượng Lan cười, lớn, cầm lấy tấm thẻ, ta lại sống rồi. À, lại giết. Thấy Giang Bắc Nhiên lại ném ra một tấm giết, dáng vẻ tươi cười của Thi Phượng Lan lập tức ngưng kết trên mặt, lần nữa vội cầu cứu Tiểu Đoá. Nhưng lần này Tiểu Đoá cũng không còn bánh, Thi Phượng Lan chỉ có thể tiếc nuối bị loại. Chơi lại, nhân vật này không lợi hại. Lần sau ta sẽ lấy cái kia. Thiên Cân Trụy, lần này ngươi không thể dùng đồ phòng ngự cản ta đâu. Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi phải đoán một lá bài của ta, bằng không sẽ bị trừ máu. Càn Khôn Đại Nazi, ta muốn đem tổn thương chuyển cho Tiểu Đoá. A, à, ta chỉ còn một giọt máu, Tiểu Thư, ta chết ngươi cũng thua đó. Mặt trăng dần lên cao, Hoa Sơn Luận Kiếm vẫn diễn ra trong Đinh Lan Thủy Tạ. Lúc này, lỗ tai Giang Bắc Nhiên đột nhiên động một cái, nghe được tiếng đập cửa phía ngoài. Ta đi mở cửa, Tiểu Đoá nói xong thì nhảy xuống bàn. Giang Bắc Nhiên phủ một tấm vải lên bàn cờ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa được mở ra, Vu Mạn Văn dẫn theo năm tiểu đồ đệ đi vào trong viện. Năm người đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, tìm tung tích sư huynh. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, chỉ cần giúp đệ tử một chuyện. Vừa rồi lúc gặp lại sư huynh, vì quá mức bất ngờ nên đại não các nàng đều trống rỗng, về sau tỉnh táo lại mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Tại sao sư huynh lại chạy đến chỗ của thi đường chủ chứ? Phải biết đệ tử bình thường ngay cả vào thủy kính đường cũng không được, chớ đừng nói chi là tới phủ đường chủ. Lúc tu luyện, các nàng từng mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm sư phụ, nhưng vẫn không hỏi được. Bởi vì các nàng đều cảm thấy khả năng cao sư phụ sẽ xác không trả lời. Quả nhiên sư huynh rất thần bí a. Làm đệ tử thủy kính đường, các nàng biết rõ đường chủ nhà mình đường chủ có bao nhiêu khó gặp. Trong tông rất nhiều đường chủ đi cầu đều bị cự tuyệt ngoài cửa, nhưng hết lần này tới lần khác, sư huynh lại là ngoại lệ. Cung kính đi vào trong đường, năm người Liễu Tử Câm hành lễ với Thi Phượng Lan đang ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, đường chủ. Ừm, Thi Phượng Lan gật đầu, hôm nay không cần tắm thuốc, trực tiếp tới đại sảnh ngồi đi, chốc lát nữa bổn đường sẽ đến. Nghe được hôm nay không cần tắm thuốc, năm người Liễu Tử Câm có chút kỳ quái, vì từ khi sư phụ dẫn các nàng tới thỉnh giáo đường chủ, việc tắm thuốc là môn bắt buộc mỗi ngày của các nàng. Vâng, đường chủ. Không hỏi nhiều, năm người thi lễ một cái rồi đi tới đại sảnh quen thuộc. Chờ đám Liễu Tử Câm đi xa, Vu Mạn Văn nhìn về phía Thi Phượng Lan nói, đường chủ, ngài quên chuẩn bị nước tắm. Thi Phượng Lan nghe xong, toàn thân không khỏi có chút run lên, ngượng ngùng nói, hắc hắc. Tiểu Bắc Nhiên lấy bàn cờ mới ra, cho nên tắm thuốc nhất định phải duy trì mỗi ngày, điểm này ngươi cũng. Ai nha, ta biết rồi, hiện tại ta đi chuẩn bị ngay. Tiểu Đoá, chúng ta đi. Ai, chờ chút, hắn đâu rồi? Vu Mạn Văn đánh giá đại sảnh. Thi Phượng Lan không trực tiếp trả lời, mà lặng lẽ dùng ngón tay chỉ hậu đường. Vu Mạn Văn tỏ ý đã hiểu gật đầu, đi tới đại sảnh với năm tiểu đồ đệ. Trong lúc Thi Phượng Lan chuẩn bị nước tắm, Giang Bắc Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, cái kia, năm nàng ấy đã là đồ đệ của ngươi rồi. Thi Phượng Lan đang dùng huyền khí thúc dục dược vật phát tán trong thùng tắm thì đáp, không phải a, ta chỉ giúp Mạn Văn chút thôi. Giang Bắc Nhiên run mũi hai lần, ngửi ngửi mùi trong thùng tắm. Khá lắm, Kim Dương Chi, Thiên Nguyên Quả, Bồ Đề Hoa. Đều là dược liệu cực phẩm a, đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, quá xa xỉ. Giang Bắc Nhiên thầm cảm khái một câu rồi hỏi, trong thùng tắm đều là linh tài tu bổ thân thể, mỗi ngày các nàng đều thụ thương. Cũng không phải. Thi Phượng Lan nói tiếp, người khác tu luyện đều là cố gắng, mà năm cái các nàng lại như liều mạng, mỗi ngày đều tiêu hao hết sức. Mà khi so chiêu với các nàng, Vu Mạn Văn đều không lưu thủ, đôi khi các nàng bị nội thương. Ta cảm động vì phần cố gắng này nên mới cho các nàng dùng dược liệu quý giá. Ô! Thi Phượng Lan thở ra một hơi, đi tới cái thùng tắm tiếp theo, cũng không biết vì sao các nàng lại liều mạng như vậy, rất hiếm thấy à. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì im lặng một lát, đi vào trong nhà, ngươi như vậy quá lãng phí linh lực trong dược liệu,
hẳn nên dùng thiên nguyên quả trước. Thi Phượng Lan nghe xong thì sững sờ, hơi kinh ngạc đánh giá Giang Bắc Nhiên một lần. Nàng thấy kỳ quái không phải vì Giang Bắc Nhiên hiểu dược liệu, mà kỳ quái là vì Giang Bắc Nhiên vậy mà chủ động ra tay giúp đỡ. Ngươi có quen năm đồ đệ của Mạn Văn? Thi Phượng Lan có chút hiếu kỳ hỏi. Ừm, xem như thế. Giang Bắc Nhiên nói xong thì nhận lấy thiên nguyên quả từ chỗ Thi Phượng Lan, bắt đầu mài. Thấy Giang Bắc Nhiên cẩn thận điều chế dược liệu, Thi Phượng Lan vừa kinh ngạc với độ thuần thục của đối phương, vừa hiếu kỳ về quan hệ của hắn và năm đồ đệ kia. Tiểu Bắc Nhiên, nếu có một ngày ta luyện công thụ thương, ngươi có sẽ chuẩn bị dược liệu giúp ta chứ? Sẽ không. Giang Bắc Nhiên không chút do dự đáp. Ừm. Trong nháy mắt, hai gò má Thi Phượng Lan phồng lên. Vì sao? Vì ngươi hỏi vấn đề nhàm chán. Ô, biết mình có hỏi nữa cũng chẳng nhận được câu trả lời. Thi Phượng Lan hồi sổ một bên nhìn Giang Bắc Nhiên thuần thục xử lý dược liệu, sau đó cất chúng vào một cái túi màu lam. Xong rồi, bỏ vào trong thùng tắm đi. Giang Bắc Nhiên đưa cái túi cho Thi Phượng Lan. Bận rộn một nén nhang, Giang Bắc Nhiên chuẩn bị xong tất cả thì rời khỏi phòng. Hắn biết vì sao năm người Liễu Tử Câm liều mạng như thế. Kỳ thật hắn vốn là muốn để các nàng thấy khó mà lui, ai biết các nàng vậy mà vượt khó, cố gắng tới mức này. Việc này khiến hắn có chút cảm động. Ấy, xem ra phải chuẩn bị thêm đan dược cấp cao và công pháp cho thanh sách rồi, nếu không để các nàng vượt qua được thì phiền. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Giang Bắc Nhiên đi tới Thiên Vân Phong. Tới nơi, lần này Yêu Mãn thông báo tông chủ đã về, sau khi biết Giang Bắc Nhiên tới tìm thì dặn khi hắn tới cứ trực tiếp cho vào là được. Giang Bắc Nhiên cảm ơn hai vị Yêu Mãn rồi xe nhẹ đường quen đi tới phòng chính, thấy được Lục tông chủ ngồi ở chủ vị uống trà. Đệ tử Giang Bắc Nhiên bái kiến tông chủ. Giang Bắc Nhiên đứng ở ngoài hành lễ. Lục Dẫn Long đặt chén trà xuống, đánh giá đế bào của Giang Bắc Nhiên một chút rồi nói, vào đi. Tạ tông chủ. Chờ Giang Bắc Nhiên đi đến trước mặt mình, Lục Dẫn Long mới hỏi, nghe nói ngươi và Lôi Minh Tông phát sinh chút ma sát nhỏ, nhanh như vậy đã truyền tới. Giang Bắc Nhiên hơi kinh ngạc, đây chỉ là chuyện mới mấy ngày trước, vậy mà đã truyền đến Quy Tâm Tông, việc này chứng tỏ là có người cố ý truyền tin. Giang Bắc Nhiên thu hồi cảm xúc kinh ngạc rồi đáp, đúng vậy, đệ tử và Lôi Minh Tông có chút xung đột với gia tộc cấp dưới của họ. Ha ha ha, xung đột nhỏ à. Lục Dẫn Long nghe xong thì cười vài tiếng, thế nào, có phải làm hoàng đế cực khổ lắm không? Nhờ vào hồng phúc của tông chủ, hết thảy cũng tính là thuận lợi. Thuận lợi là chuyện của dân gian, một khi dính đến tông môn, dù quan tông chủ rất chiếu cố ngươi nhưng chuyện như vậy nếu nhiều thêm, ngươi cũng tránh không được gặp chút phiền phức a. Đệ tử hiểu rõ. Giang Bắc Nhiên chắp tay, không dối gạt gì tông chủ, lần này đệ tử trở về cũng vì thương lượng chuyện này cùng tông chủ ngài. Lục Dẫn Long nghe xong thì biểu lộ không khỏi có chút thất vọng, hắn vẫn cảm thấy Giang Bắc Nhiên đệ tử tương đối cơ linh. Nhưng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà chạy về tìm hắn xin cứu binh thì thật sự có chút ngu xuẩn. Nhưng không đợi Lục Dẫn Long nghĩ xong cách răn dạy Giang Bắc Nhiên, hắn đã nghe Giang Bắc Nhiên mở miệng nói. Lần này đệ tử trở về đã nắm chắc có thể khiến Lư Lâm quận trở thành quận có nhân khẩu nhiều nhất Phong Châu, chỉ là cần tông chủ giúp đệ tử một chút chuyện nhỏ. Chương 428, Linh khí cuồng bạo. Ừm, cuốn sách này của ngươi thú vị đó, nhưng có thể thuận lợi thực hiện ư? Lục Dẫn Long đặt cuốn sổ xuống, có chút nghi ngờ nhìn Giang Bắc Nhiên. Đương nhiên không vấn đề. Giang Bắc Nhiên nói xong thì lấy mấy quyển càng dày hơn giới thiệu với Lục Dẫn Long. Tông chủ, mấy bản này theo thứ tự là kế hoạch tương lai 3 năm tiếp theo của Thịnh Quốc. Biện pháp cải cách ruộng đất, luật lao động, chính sách xí nghiệp nhà nước, khái niệm thống nhất tiền tệ, kế hoạch chính sách kinh tế, chế độ cho vay. Ngừng, Lục Dẫn Long lau mồ hôi trên trán, làm hoàng đế. Phiền toái vậy sao? Kỳ thật còn ổn, đều là đại thần trong triều tiếp thu ý kiến quần chúng, đệ tử chỉ thu thập lại thôi. Tiện tay cầm một bản chính sách kinh tế có kế hoạch lên, Lục Dẫn Long lật, xem vài trang đã cảm thấy đầu có chút đau. Cho nên, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ngươi, nhân khẩu Lư Lâm quận có thể tăng thêm 5 phần. Giang Bắc Nhiên gật đầu rồi bổ sung, đây mới chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nghe cũng không sai, nhưng trong kế hoạch này của ngươi, bản tọa cảm thấy không chỉ cần giúp ngươi một vấn đề nhỏ thôi đâu. Hồi bẩm tông chủ, so ra thì giúp đệ tử những chuyện này với tông chủ bất quá chỉ là tiện tay thôi. Cũng đúng. Lục Dẫn Long gật gật đầu, bất quá đây là đại sự,
ngày mai bản tọa sẽ triệu Bạch Phiến và Tả tướng về tông môn, đến lúc đó sẽ thương nghị thật kỹ việc này với ngươi. Vâng, cần tuân theo tông chủ. Ừm, đi xuống đi, ngày mai giờ mùi lại đến. Vâng. Giang Bắc Nhiên nói xong thì cáo từ rời đi. Chờ Giang Bắc Nhiên đi xa, Lục Dận Long mới lấy cuốn kế hoạch tương lai 3 năm của Thịnh Quốc ra xem. Lục Dận Long xem được mấy trang thì sắc mặt dần nghiêm túc hơn, cũng bắt đầu nghiền ngẫm từng câu chữ. Giang Bắc Nhiên rời khỏi Thiên Vân Phong thì quay về phòng nhỏ ở Lam Tâm Đường một chuyến. Hắn đẩy cửa ra liền thấy trên bàn là một chồng thư. Vì thường xuyên liên lạc nên Giang Bắc Nhiên có kêu Thanh Hoan tới phòng dọn dẹp. Đương nhiên Cố Thanh Hoan sẽ không tự ý động vào đồ trong phòng. Giang Bắc Nhiên đi đến trước bàn, không cần nhìn cũng biết cái chồng thư này đại đa số đều là của Lâm Du Nhạn, trong đó cũng có thư pháp. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Giang Bắc Nhiên cũng được xem là sư phụ của Lâm Du Nhạn, cộng với việc Lâm Du Nhạn không phát động nhiệm vụ nên trước khi đăng cơ, hắn cũng viết thư cho. Đồ đệ hữu dụng này, đọc sơ qua, Giang Bắc Nhiên rốt cục cũng thấy được một tờ giấy không giống thư lắm. Hắn xem qua thì thấy là của Lục sư huynh. Trên thư nói đối phương đã xuất quan, theo sư phụ hắn tới Khâu Dương huyện. Trước đó, khi Giang Bắc Nhiên tới Yểm Nguyệt Tông tham gia anh kiệt hội, sư huynh đã nói hắn muốn bế quan, nhìn ngay trên thư một chút, hẳn sư huynh đã xuất quan từ nửa tháng trước. Sư huynh cũng cần công pháp cao hơn nhỉ? Ai, công pháp hoàng cấp thật sự không dễ tìm, nếu không có thể kêu Lệ Phục Thành nhảy sườn núi hai lần, nói không chừng có thể tìm tới vài cuốn. Giang Bắc Nhiên cảm thấy cũng có khả năng lắm, vì vậy xem nó như một trong các kế hoạch có thể lựa chọn. Giang Bắc Nhiên cất kỹ thư của sư huynh, hắn cầm lấy thư pháp trên bàn xem, dù sao hiện tại hắn cũng đang rảnh, coi như chấm bài tập đi. Sáng sớm hôm sau, Tổ Lai Phong, Mặc Ngữ Đường. Lâm Du Nhạn đang luyện tập như thường ngày ở Tử Yên Các. Nhưng khi nghe chấp pháp đi ngang qua người Lâm Du Nhạn, đối phương đột nhiên hơi nhướng mày, cảm thấy huyền khí của Lâm Du Nhạn có chỗ lạ. Lâm Du Nhạn là học sinh ưu tú thay mặt Mặc Ngữ Đường tham gia hai tuyển hạng tỷ thí, đương nhiên chấp pháp của Đường cũng để ý tới nàng. Nhưng từ 3 tháng trước, khí tức Lâm Du Nhạn bỗng trở nên khác thường, tính cách cũng trở nên có chút âm tình bất định, khác hẳn với con người trước kia của nàng. Cơ mà tình trạng này kéo dài không lâu, một hôm nào đó, Lâm Du Nhạn bỗng trở lại bình thường, là Lâm Du Nhạn người gặp người thích. Mấy vị chấp pháp dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn không có coi trọng, nghĩ tới có lẽ là ưu phiền gì đó của thiếu nữ thôi. Quái lạ, sao hôm nay lại giở trứng nữa rồi? Du Nhạn, Du Nhạn, Du Nhạn. Được người gọi tên, Lâm Du Nhạn bỗng mở mắt ra nhìn Ngê Chấp Pháp. Một khắc Lâm Du Nhạn mở mắt này, Ngê Chấp Pháp cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người không khỏi lui về sau một bước. Nhưng loại cảm giác này chỉ lóe lên đã biến mất, con ngươi của nàng lần nữa quay lại vẻ trong sáng vốn có, mỉm cười hỏi: Ngê Chấp Pháp, sao vậy ạ? Ngê Chấp Pháp thở dài một hơi, tỉnh táo lại thì mỉm cười hỏi, tháng sau là thi đấu trong môn phái tổ chức, nếu ngươi cảm thấy áp lực, có thể tới tìm ta tâm sự, sẽ tốt hơn đó. Vâng, đa tạ Ngê Chấp Pháp. Lâm Du Nhạn mỉm cười gật đầu. Ừm, vậy ngươi tu luyện tiếp đi. Vâng. Thấy Lâm Du Nhạn lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, Ngê Chấp Pháp nhớ lại ánh mắt khi nãy của nàng thì càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tuy nói huyền khí sẽ có khi dựa vào hỉ nộ ái ố của một người mà phát ra, nhưng huyền khí của Lâm Du Nhạn thật là đáng sợ, khiến hắn hơn nàng mấy cảnh giới lại có lòng sợ hãi, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Chút nữa phải tìm đường chủ thảo luận lại chuyện này. Thời khắc này, Lâm Du Nhạn xác thực rất phiền, vì đêm qua nàng theo thông lệ tới gần phòng sư huynh xem xét. Khi nàng ngạc nhiên phát hiện sư huynh có trở về thì lại u sầu vì đối phương không tới tìm mình. Điều này khiến nàng có chút nóng lòng, nàng vốn cho rằng mình lui tới với sư huynh lâu như vậy. Hai người sớm đã là tâm hữu linh tê, là bạn lữ của nhau, thật không ngờ sư huynh trở về lại tìm nàng trước. Vì cái gọi là không chờ mong sẽ không thất vọng, trước kia lúc sư huynh trốn tránh nàng khắp nơi, nàng chưa từng chờ đợi sư huynh sẽ chủ động tìm đến mình, nhưng bây giờ lại có, chỉ là đối phương như thế thật khiến nàng vạn phần thất lạc. Trong thân thể nàng như có gì đó muốn phá kén chui ra, khiến ngay cả nàng tu luyện cũng không thể ổn định tâm thần. Mới năm canh mà thôi, chờ chút nữa, sư huynh nhất định sẽ tới tìm ta. Dạng an ủi này cũng không đưa đến tác dụng gì, vừa nghĩ tới sư huynh sẽ tìm những nữ nhân khác trong tông, cảm giác nôn nóng trong lòng Lâm Du Nhạn ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh, Hách Anh Tú cảm nhận được linh khí xung quanh thay đổi,
Ngay lúc nàng hút vào một cỗ linh khí mới thì phát hiện trước mắt là một hình ảnh cực kỳ khủng bố. Như có một mãnh thú hắc ám đang muốn xông khỏi lồng tấn công nàng vậy. À! Hách Anh Tú kinh hô một tiếng, cấp tốc lùi gấp về sau. Cùng lúc đó, mấy nữ đệ tử ngồi gần Lâm Du Nhạn cũng có phản ứng giống vậy, hoặc bò hoặc lăn đi chỗ khác, có vài người thậm chí còn khóc ra tiếng. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429, đảm bảo cho Giang Bắc Nhiên. Lâm Du Nhạn, Lâm Du Nhạn, Lâm Du Nhạn, Tam Lâm Ngộ Tác Thiên, tỉnh lại. Dưới cảm giác nôn nóng, Lâm Du Nhạn càng lún càng sâu nay bỗng mở mắt ra, phát hiện Ngê Chấp Pháp như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại nhìn xung quanh, những đệ tử khác cũng sợ hãi trốn đến nơi hẻo lánh, dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng. Có chuyện gì vậy? Lâm Du Nhạn kỳ quái hỏi. Lâm Du Nhạn thanh tỉnh lại, lúc này Ngê Chấp Pháp mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đi với ta một chuyến, những người khác, tiếp tục tu luyện. Ngê Chấp Pháp dẫn Lâm Du Nhạn ra khỏi Tử Yên Các, hắn muốn nói lại thôi, một phen sau mới lên tiếng, ngươi có biết vừa rồi ngươi làm gì không? Ta sao? Lâm Du Nhạn nhìn hai tay mình, có chút kỳ quái nói, ta làm gì? Nhìn Lâm Du Nhạn như thế, Ngê Chấp Pháp vẫn còn sợ hãi, vừa rồi Lâm Du Nhạn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, sau lại ô nhiễm nguồn linh khí xung quanh, khiến linh khí tràn đầy khí tức cuồng bạo. Một khi có đệ tử tu vi thấp hấp thụ linh khí dạng này, sẽ khiến tâm trí của họ bị tổn thương. Loại tình huống này hắn đơn giản chưa từng thấy, hắn chỉ nghe qua có người có thể dùng huyền khí khiến người khác điên cuồng, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể trực tiếp làm ô nhiễm linh khí tự nhiên. Quả nhiên kết luận lần trước vẫn quá sơ sài, thể chất của Lâm Du Nhạn rất đặc biệt. Ngê Chấp Pháp miêu tả lại tình trạng vừa rồi của Lâm Du Nhạn, sau đó dẫn nàng đi về phía phủ đường chủ. Mặt khác, Giang Bắc Nhiên vừa tảo chiều trong cung đã tuyên bố về sau, mỗi ngày tảo chiều chuyển thành cách ngày. Đám đại thần nghe xong tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn tuân theo. Bởi vì sau khi Tân Hoàng đăng cơ đã làm rất nhiều chuyện, hiệu quả đem lại cực tốt. Cứ thế, họ không còn hoài nghi Giang Bắc Nhiên nữa, hắn đưa ra quyết sách gì họ đều làm theo. Đồng thời, trong lòng họ cũng sinh ra một loại cảm giác, nguyên lai có minh quân khiến đại thần thoải mái như thế. Hạ chiều xong, Giang Bắc Nhiên thấy thời gian không còn nhiều, hắn lập tức cưỡi mây quay lại Quy Tâm Tông, sau đó đi thẳng tới Tề Vân Phong. Hai thủ vệ thấy Giang Bắc Nhiên tới thì lập tức tránh ra hai bên, tông chủ kêu ngài trực tiếp tới phòng chính là được. Đa tạ. Giang Bắc Nhiên gật đầu với hai vị yêu mãn rồi trực tiếp đi vào phủ tông chủ, tới bên ngoài phòng chính, Giang Bắc Nhiên phát hiện trong đó trừ tông chủ ra còn có ba người khác. Theo thứ tự là Bạch Phiến Chư Kỳ Giật, Tả Tướng Cố Y cùng Hữu Tướng Bách An Phúc. Chức vị ba người này đều là phụ trách quản lý sự vụ lớn nhỏ trong tông môn, Bạch Phiến quản nhân sự, Tả Tướng quản vật tư, Hữu Tướng là phụ tá Tả Tướng. Giờ phút này, trong tay ba người là bản kế hoạch Giang Bắc Nhiên giao cho tông chủ hôm qua. Đệ tử Giang Bắc Nhiên tham kiến tông chủ. Thấy Giang Bắc Nhiên đến, Lục Dẫn Long lập tức ngoắc tay, mau vào, mau vào. Giang Bắc Nhiên đáp được rồi tiến vào. Ba người các ngươi, Tân Hoàng Thịnh Quốc tới còn không mau hành lễ. Thấy tâm tình Lục Dẫn Long rất không tệ, Giang Bắc Nhiên vừa tới trước mặt hắn, hắn đã cười nói với ba cao tầng còn lại. Ba người nghe xong thì lập tức cười ha hả đứng lên hô, tông chủ nói đúng lắm. Nói xong liền xoay người hành lễ với Giang Bắc Nhiên, bái kiến. Đừng đừng đừng, ba vị tính giết ta à? Là đệ tử hành lễ với các vị mới đúng. Giang Bắc Nhiên vội đỡ ba người dậy. Ai? Lục Dẫn Long khoát tay, hoàng đế phế vật tất nhiên không đáng để họ hành lễ, nhưng ngươi thì đáng để họ tôn trọng, họ khen ngươi từ chưa tới giờ đó. Tả Tướng Cố Y gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta đã nhiều lần nghe tới chính lệnh của Tân Hoàng Thịnh Quốc, cảm thấy mỗi chính lệnh đều rất đúng đắn, thật sự khó có được. Cố Y làm cao tầng quản lý vật liệu trong tông, tự nhiên thường xuyên tiếp xúc các gia tộc cấp dưới tông môn. Ngẫu nhiên cũng nghe được chút chuyện dân gian, hai tháng, chuyện hắn nghe được nhiều nhất chính là các loại chính lệnh của Tân Hoàng. Tả Tướng quá khen rồi. Giang Bắc Nhiên chắp tay với Cố Y rồi nói, có thể được đến Tả Tướng khích lệ, đệ tử rất cảm thấy vinh hạnh. Thấy Giang Bắc Nhiên khiêm tốn như thế, Cố Y nhịn không được gật đầu, quả thật đúng như lời tông chủ nói, không lộ tài cán, dù làm hoàng thượng, khi trở lại trong tông vẫn khiêm tốn như cũ. Là một nhân tài a. Một bên khác,
Hữu tướng Bách An Phúc cũng gật đầu, đừng nói mấy lời khách sáo này, Bắc Nhiên a, những bản kế hoạch này đều do ngươi tự tay biên soạn. Thấy Bách An Phúc cầm luật lao động trên tay, Giang Bắc Nhiên gật đầu nói đúng hơn là ta tiếp thu ý kiến của đám đại thần rồi tập hợp lại. Cũng là ngươi tự biên soạn rồi. Ta hỏi ngươi, luật lao động này là nhằm vào những lưu dân kia. Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu, đúng là cho lưu dân, nhưng chủ yếu vẫn nhằm vào những người làm biếng kia. Chỉ cần trên hộ tịch không có công tác cụ thể đều sẽ bị phạt lao dịch. Dùng để trừng phạt những người không làm mà muốn có ăn, cũng nhắm vào những hiệp khách nhàn rỗi suốt ngày nhân danh chính nghĩa đi cướp bóc. Nhưng ngươi có biết, lệnh này khó làm lắm không? Ta tự nhiên biết rõ, cho nên ta đã nêu ra 16 điều kiện để thực hiện thành công. 3 trong số đó cần nhờ tông chủ chống đỡ, mặt khác có phạt tất có thưởng. Khi lệnh này được thực hành, những người có việc làm đều nhận được một phần lương thực. Cái này viết thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Bất quá làm ở quy mô lớn thì khó, nếu chỉ thử ở Lư Lâm quận thì độ khó sẽ đỡ hơn. Hữu tướng Minh giám, thấy Bách An Phúc trực tiếp nói đến chính sự, hai người khác cũng không hàm hồ nữa, trực tiếp hỏi Giang Bắc Nhiên những gì chưa hiểu, mà Giang Bắc Nhiên cũng vô cùng thông thuận giải đáp hết thảy. Rượu à. Nghe Giang Bắc Nhiên nói về việc cải cách chế độ tiền tệ, cố ý gật gù đắc ý nói mấy chữ rượu. Tiếp đó, Bạch Phiến Chư Kỳ giật đột nhiên gật đầu một cái, quay người chắp tay với Lục Dận Long, tông chủ. Ta nguyện vì Giang Bắc Nhiên đảm bảo, nếu những chính lệnh này được áp dụng, nhân khẩu quận ta xác thật sẽ tăng cao. Bách An Phúc và cố ý nghe xong cũng quay người sang, chúng ta cũng nguyện đảm bảo cho hắn. Nghe Chư Kỳ giật trực tiếp vỗ ngực là đảm bảo cho Giang Bắc Nhiên, Lục Dận Long ha ha cười nói, được. Nếu ngay cả Kỳ Giật cũng thấy thế, tân hoàng này của chúng ta thật có chút bản lĩnh. Vậy chuyện này làm theo Bắc Nhiên đi, 3 người phối hợp với hắn. Nếu việc này có thể thành, khen thưởng tất nhiên không thiếu phần các vị đang ngồi đây. Đa tạ tông chủ, 4 người đồng thời nói. Chương 430, vật bất tường. Nhạn Nhi à, gần đây ngươi có đụng tới vật gì bất tường hoặc đi vào cấm địa nào không? Đệ tử chưa từng tiếp xúc tới thứ gì bất tường cả, cũng không đi vào cấm địa. Vậy trừ công pháp của tông môn, ngươi có tu luyện công pháp gì khác không? Đệ tử chưa từng. Thật lạ. Vậy có khi nào trưởng bối trong nhà? Nghe Nhiễm đường chủ không ngừng hỏi, lại chịu đựng ánh nhìn soi mói của các vị quản sự trong đường, Lâm Du Nhạn càng thêm buồn rầu. Sau một lúc, nàng đã được dẫn tới phủ đường chủ. Vạn nhất trong khoảng thời gian này sư huynh tới tìm ta thì sao? Vạn nhất sư huynh tìm không thấy ta, tưởng ta không chờ hắn thì làm sao bây giờ? Vạn nhất sư huynh nghĩ ta đi ra ngoài cùng nam đệ tử khác thì sao? Sao lại thế? Sư huynh, Nhạn Nhi vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi, Nhạn Nhi biết sư huynh cũng thế, nhưng mỗi lần nhớ tới bức thư kia, Nhạn Nhi đều không ngủ được. Lâm Du Nhạn nhớ tới câu dặn dò chăm chỉ tu luyện trong thư, nàng cảm nhận chỉ cần mình đuổi kịp huynh ấy, hai người họ nhất định sẽ thành thân, bằng không thì sao bức thư nào huynh ấy cũng nhắc nhở nàng. Sư huynh, Nhạn Nhi hiểu tâm ý của ngươi rồi. Ngươi chờ ta, Nhạn Nhi lập tức sẽ về ngay. Theo tưởng niệm ngày càng mãnh liệt, Lâm Du Nhạn dần không trả lời nữa, trong lòng chỉ còn mỗi ý nghĩ mau trở về. Nhạn Nhi, Nhạn Nhi. Thấy Lâm Du Nhạn đột nhiên im lặng, Nhiễm đường chủ nghi ngờ hỏi. Thế nhưng Lâm Du Nhạn không trả lời, ngược lại quay người đi tới chỗ cửa lớn. Lâm Du Nhạn, đường chủ nói chuyện với ngươi, sao ngươi có thể tự tiện rời đi? Lúc này, tần hộ pháp của Mặc Ngữ Đường tiến lên một bước gọi Lâm Du Nhạn lại. Thấy Lâm Du Nhạn không phản ứng, tần hộ pháp vừa muốn răn dạy một câu đã thấy Lâm Du Nhạn cứng ngắc quay đầu lại. Không đợi tần hộ pháp kịp lên tiếng, hắn đã thấy đôi mắt như phát ra tử quan cùng thanh âm như từ địa ngục vọng tới. Ngăn ta nữa, sẽ chết à, hi 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 hi. Theo tiếng cười rùng rợn của Lâm Du Nhạn, cỗ chi khí chẳng lành đánh về phía tần hộ pháp. Tần hộ pháp theo bản năng muốn vận công chống cự, lại phát hiện linh khí xung quanh đều trở nên cuồng bạo không gì sánh được, hoàn toàn không cách thu vào trong người. Mắt thấy Lâm Du Nhạn từ từ vươn tay về phía mình, tần hộ pháp hoảng sợ lùi về sau. Nhiễm đường chủ cũng sợ ngây người, Lâm Du Nhạn có thể nói là đệ tử yêu thích nhất trong 2 năm nay. Lâm Du Nhạn xinh đẹp, điềm đạm nho nhã, uyển thuận, thiên phú tu luyện cực cao, cũng yêu quý thư pháp như nàng, gần đây thư pháp ngày càng tiến bộ, khiến nàng không khỏi kinh diễm. Nhưng Lâm Du Nhạn trước mắt này hoàn toàn khác, như sứ giả tới từ địa ngục,
tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Thậm chí ngay cả nàng cũng cảm thấy tuyệt đối không thể tới gần Lâm Du Nhạn, ngăn nàng lại. Dù sợ hãi khí tức quanh thân Lâm Du Nhạn nhưng thân là đường chủ Quy Tâm Tông, nàng quyết không thể để nhân vật nguy hiểm như vậy rời đi. Tần Hộ Pháp bị dọa lui cũng cắn răng rút Thiên Hồng Bảo Kiếm bên hông ra. Không, đừng tổn thương tới nàng. Nhiễm đường chủ vội hô, chỉ sợ Nhạn Nhi đã tiếp xúc với vật đại hung nào đó, chỉ cần giải trừ nguyền rủa trên người nàng đi là được. Nói xong, Nhiễm đường chủ trực tiếp nhảy tới trước mặt Lâm Du Nhạn, ôn nhu thì thầm, Nhạn Nhi, ngươi tỉnh táo lại, nơi này không có ai tổn thương ngươi cả. Mà Lâm Du Nhạn không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Nhiễm đường chủ cảm nhận được Lâm Du Nhạn đã dần bình tĩnh lại, quyết định không kích thích nàng nữa, nói với mấy người khác. Quỳnh Lam, báo lại việc này cho tông chủ. Ngưng Toàn, ngươi đi tìm Vạn đường chủ, nói hắn biết trong tông phát hiện vật đại hung. Vâng, hai người nhận lệnh lập tức bay ra ngoài cửa sổ, chia ra hai hướng hành động. Nhiễm đường chủ cho những người còn lại lui ra, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Du Nhạn. Nàng quyết định không kích thích đối phương, khiến tình thế tệ hơn. Một bên khác, tại Thiên Vân Phong, Giang Bắc Nhiên cùng mấy vị cao tầng trong tông đang thương nghị chuyện chính trị. Giang Bắc Nhiên nghe ý kiến của ba người xong, không khỏi cảm khái tông chủ nhà mình thật đúng biết chọn người, ba vị cao tầng này không hề tệ, đề nghị nào cũng cực kỳ có tính tham khảo. Đối với ý kiến của những cao tầng này, Giang Bắc Nhiên có thể nói là khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao kế hoạch của hắn vốn được lấy kinh nghiệm từ hiện đại, chắc chắn sẽ có những chỗ không phù hợp với thế giới này. Ban đầu Giang Bắc Nhiên cũng thay đổi vài chỗ, nhưng vì để bánh càng thêm ngon càng dễ câu kéo tông chủ hơn nên mới giữ nguyên. Bắc Nhiên, ngươi rất để ý tới thuật tạo giấy cùng in ấn, rất quan trọng cho kế hoạch sao? Thế giới này có giấy, chỉ là kỹ thuật vẫn chưa thành thục, giấy vô cùng hiếm, chỉ đủ cho nhân sĩ thượng tầng dùng, bách tính bình dân căn bản không dùng nổi. Giang Bắc Nhiên là người thế kỷ 21, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của giấy, cho nên từ khi đăng cơ, Giang Bắc Nhiên vẫn luôn chiêu mộ người làm giấy, hy vọng có thể cải tiến kỹ thuật này. Mỗi lần thấy những công tượng làm giấy thất bại, Giang Bắc Nhiên liền hối hận sao năm đó hắn không tìm hiểu thêm nhiều về kiến thức này chứ. Bất quá Giang Bắc Nhiên tinh thông các loại kỹ nghệ, bản thân cũng có hiểu biết không nông cạn. So với những công tượng kia mà nói, hắn có ưu thế lớn nhất là từng thấy được giấy có chất lượng cao nên biết rõ mình cần làm gì. Việc này cũng như chế tạo đạn hạt nhân, khó nhất không phải thành phẩm mà phải biết khi nào là thành công. Đúng vậy, giấy rất quan trọng. Bẩm báo tông chủ, hộ pháp Tần Quỳnh Lam của Mặc Ngữ Đường có chuyện quan trọng cầu kiến. Lục Dận Long ngồi trên chủ vị nghe xong thì gật đầu, để nàng tới đại sảnh đi. Vâng, Yêu Mãn nghe xong thì quay người chạy ra ngoài. Lục Dận Long đứng lên, nhìn đám Giang Bắc Nhiên nói, vậy các ngươi ở đây thương nghị tiếp đi, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Giang Bắc Nhiên vừa muốn chắp tay trả lời thì thấy hai lựa chọn xuất hiện. Lựa chọn một, ở lại chỗ này tiếp tục thương nghị. Ban thưởng, Trích Ô Đồ, huyền cấp thượng phẩm. Lựa chọn hai, đi theo Lục Dận Long ra ngoài. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Hừ, chuyện gì thế này? Giang Bắc Nhiên khó hiểu, nhớ lại mọi chuyện. Hộ pháp Mặc Ngữ Đường cầu kiến, đậu ám, không phải vì Lâm Du Nhạn kia đó chứ. Nhưng ngẫm lại thấy kỳ quái, nếu thật là Lâm Du Nhạn, hiện tại hắn hẳn nên nhượng bộ lui binh mới đúng, sao lại thế này? Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.